Nhìn mấy con này đem hồn lạc đứt không? Lạc, lạc cái đầu á, lạc cái đầu nặng ra nó ra. Làm thử coi. Mấy con này là chưa làm đó hả? Chưa. Lạc nhẹ cái đầu ngang gì đó. Ừ. Rồi nặng cái đứt rồi nặng vô bụng rồi ra. Bấm mạnh, bấm mạnh xuống đây. Đâu có bãi đâu mà sợ. Gì? Để gì ta cắn luôn. Nó dài dữ rồi. Dài lắm. Rồi sao? Bóp hả? Để hẳn nặng nhãi. Bóp mạnh. Đâu đấy ông này cũng làm nữa coi. Ê, Đạt có chích chưa? Ông lấy cơ hỏi cho coi. Rồi bên đây coi. Chưa, luôn mình tí rồi. Cái đen nó bỏ hả? Mình cái dao một tí. À. Mới đầu là đậm rồi. Vậy thì ra là cái đen nó cũng nhiều quá ha. Châu á. Hai. Hả? Cái châu á. Thì mình gọi không? Đâu tổ này nè. Rồi lấy cái này sao đâu chỉ lấy coi. Này nè. Có cái nào nữa. Ba chỉ ông này mà quánh rồi chạy đi kiếm bãi châu thai vô liền. Là chết liền luôn hả? Nó không có sốt, không có nóng. Hết, mà hết thở đó. Không. Tưởng đâu nó chết nhanh hơn chứ. Bóp mạnh lên luôn. Ông, đúng rồi. Là ba chỉ. Cái này mà hết thở. Vậy cái úp lại luôn là nó ra không? Ừ con còn ra kìa. À, mà nó ra mà nó ra. Có ông kìa. À, con ông bự thì bỏ vô đây hả? Linh. Dạ. Quay bấm sao em đổ số điện thoại của nó. Mà nó ra. Kìa kìa con ông kìa. Nguyên con sống luôn kìa. Kiếm bấy cho anh đi rồi là gỡ. Đông vậy đó hả? Nhiều vậy đó. Bảy. Dạ. Một bấy luôn rồi nè. Mày ngâm nó không có gì hay ngâm khác nữa. À, nó không à. Mày ngâm mày để nhà mày để dưới trần. Đi đem về nhà chứ. Động đầu hay rồi. Vậy tiếng nổ cái này. Hay quá. Sáng mà giấc sáng cái sáng khoảng 5 giờ mà thức dậy mà cứng cứng rồi đầu đó. Ở cái đời đó không? Cái đời. Mày tao hành tao. Thêm mấy số điện thoại vô coi. Nhưng mà mày đâu có đâu ấy đâu không? Bấm đây phải không? Ờ mấy ông đó khỏi mấy ông đó hết rồi. Để ra. Nó duyên ra đi. Cái đó là rượu giống không đó hả? Rượu mấy chục độ? Đúng rồi. 45 độ á. Rượu đó cái hổng xịn. Ngâm bao lâu mình mới uống được? Đó, bấm lại như này nè. Thích tình ngâm ra mình uống. Muốn uống liền cũng được. 2-3 tháng hả? 2-3 tháng rồi. 2-3 tháng rồi. Uống liền cho mình đây, mình gỡ giống này, bấm liền vô. Để càng lâu càng mê. Cái này không ra. Trời ơi. Nè, mở nắp ra không trời. Cái này ông về nhà ông đào cái lỗ ở sau vườn á. Cái 100 năm sau kêu con cháu viết cái gì chút là để sầu, lên. Mặt sầu chính là rượu này qua rượu anh đồng ngông dưới đất. Hổ hổ xà. Cái thổ. Ảnh thấy vậy đi tới luôn cùi cùi đó. Dạ anh có lặt không không lên? Lặt đít gì không? Có ăn là lấy lên rồi. Gầu đi đụng sâu nó. Đụng sâu nó. Đụng sâu nào? Dạ. Nghĩ chứ đều hồi tí vô. Lặt đít anh ăn mới được chứ anh không mà đít rồi. Nhạt nhạt.